Năm 2021, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Đức Đỏ đã, đã tổ chức kiểm tra thực tế 12 cơ quan đơn vị địa phương về công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kêu gọi tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 hơn 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 24.798 xuất quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng. Theo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 của huyện Đất Đỏ, công tác đối thoại tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được huyện chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết đúng và trước hạn 97,7% thủ tục hành chính cho người dân. Năm 2022, huyện tiếp tục gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.